Hello, chào mừng các bạn đã đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunny T. Hôm nay mình sẽ kiếm rồng mới để review cho các bạn xem nha. Nên gọi là kiếm rồng mới để lưu lại kỷ niệm khi nó được mình sưu tập mới đúng hơn. Và hồi mai thì có một bạn nói với mình là quay hai con Dragon. Một con là Watch Dragon, con đó là mở khóa cái lồng sắt ở trên đảo 4. Nhưng mà mình không mở khóa được, biết mình không có con đó nên mình không thể làm con đó cho bạn xem được nha. Và một con nữa là con cá mập đứng hai chân, thì con đó là con Dengar Dragon. Con đó mình có, để tí mình review cho bạn xem luôn nha. Rồi, xin lo lo ta. Có lẽ mình hấp tấp quá, mình vô nick của mình nó lâu hơi lâu các bạn ạ. Nick của mình tới 800 rồng rồi, lo nó hơi lâu tí nha. Rồi, đã lo xong. Đây là sự kiện 6v6 giải cứu rồng, thì mình đánh mới được mấy ải à. Rồi, một gói bách giá 125.000. Nói chung không mua, qua bắt là mắc quá. Rồi các bạn đợi tí nha. Đây, quan trọng là cái Dragon Magic không à. Đấy, được một game. Ồ, cái dấu chấm than này các bạn. Trái tim chấm than này. Có nghĩa là có thể là mình like được con rồng rồng gì đó. Đây, ở đây là con Mother Day Dragon. Thì chưa like được vì mình chưa có con Mortally và con Feather để ra con Mover Fantastic rồi, nhưng mà mình không like được vì mình chưa có con Burger Dragon. Firework Dragon thì con này mình có rồi, này biết Firework Dragon mình có rồi. Rồi, sự kiện like là như thế. Mấy cái nhà lai mình lai xong rồi nè. Nè, bé con rồng của bắp không à. Sáu tiếng của bắp. Giờ cũng đâu có lai được con gì nữa đâu. Thôi, để đó đi. Mình nghĩ là mình nên lai lê gần lại rồi các bạn ạ. Sau cái sự kiện Do Heroic thì mình làm biến lai hẳn nên hẳn ra để mình lấy hai con Legend gần lai với nhau nha. Hai con Legend gần một hả? Một hệ kéo hơi lâu các bạn ạ. À, không biết chừng nào nhà phát hành mới cập nhật cái phiên bản lai rồng mà ghi thêm tên của những con rồng, ghi thêm tên là rare luôn. Dạ, là con nào con nào đây, là hai con Valentine với nhau nha. Rồi rồi, bắt đầu xuất hiện rồi. Đây là hai con Valentine với nhau. Đấy. Một ngày một giờ có khi ra một con Legend rồi các bạn. Là tí mình ra mình nhảy mình dùng xin luôn. Giờ là đánh quét. Quét còn 6 tiếng nữa mới đánh được các bạn. Rồi tập này mình sẽ review con Dengar Sorcerer Dragon cho các bạn xem nha. Con đó thì nó ở nhà Primer. Coi thử như nào. Đây các bạn, nó là cái mặt VIP nên gờ sau rồi. Cái mặt VIP bán với giá bao nhiêu ta? 500.000 các bạn ạ.
Ở đây baby skin là nó như thế này, nó cũng kiểu rình nhú nhú như con Vulcan này các bạn, Vulcan với Sikon này, Dragon này. Rồi để nó dạng lớn nhất luôn nha. Và bây giờ con này thì là cách 10, có nghĩa là sức mạnh của nó được xếp hạng là 10, và lớn sức mạnh lớn nhất được xếp hạng là 11, là đó là của Heroic. Và của Legend thì 10 là lớn nhất. Con này nằm ở cách 10 nha các bạn. Rồi, nó cách 10, nó có 4 chiêu. Chiêu Primer thì bị khắc chế bởi chiêu Legend. Là con này chỉ bị khắc chế bởi một hệ Legend thôi nha. Và nó bị nó crit được hệ Primer, crit được hệ Pu, hệ nước crit được hệ chiến binh với lửa, hệ kim loại crit được hệ đất với băng, hệ bóng tối crit được hệ ánh sáng với kim loại, tức là con này có 4 hệ và sợ một hệ Legend và crit được 7 hệ khác. Chấm cho nó 9 điểm nha. Con này VIP Mythic Cat 10 nó mạnh hơn những con VIP Mythic bình thường nhỉ, mạnh hơn những con Legend bình thường. Con này là Legend VIP Mythic Cat 10 nha. Để mình ráng thu hết vàng các bạn ạ. Giờ mình trồng cây bao nhiêu nhỉ? Trồng cây 150, trồng cây 20m các bạn. Sợ không đủ vàng. Đấy. Nhà lấy gần này. Nhà lấy gần là vàng nhiều nhất. Rồi. Ở đây có shop op mua luôn các bạn ơi. Còn 2 ngày nữa con Vicky mình mới hoàn thành được 4 sao. Chờ khá lâu. Đây, con Kitsune của mình có thể lên được 3 sao rồi này. À, con Legend này mình có rồi, đang bán Legend đó mình có rồi. Coi thử coi. Mình chỉ chưa có con này thôi, mà con này đã bán 900 game thôi, khỏi mua đi, mắc quá. Rồi, giờ mình sẽ đem con Dengar Sorcerer đi đánh Linh Nguyệt nha. Tìm kiếm con này ra rồi các bạn. Rồi cầm con cá mập, cá mập cầm đi với con Vulcan đi, hàng này nó giống giống nhau. Rồi vô đánh Elder Thánh này. À, để thánh để đánh cho mình xem. Con này cứ tiêu diệt trước đi. Vulcan rỉa máu trước đã. 18.000 máu. Con này quấn nổ 18.000 các bạn. Sợ không nổi quá. 11.000. Biết ngay mà. Thịt nó luôn Vulcan. 95.000 đam các bạn. Rỉa máu tiếp. Rồi, giờ tới cái mà viết ra tay đây. 21.000 đam. Rồi, làm hai trận nữa. Hình như giờ đem cái mập ra hơi lỗ rồi các bạn ơi.
11.000, 12.000. Cái vọc đánh hơi bị lỗ rồi, gặp toàn là mấy con kỳ hệ không. Chào quấn luôn rồi cho nó nhanh. Rồi, đi ăn hiếp anh bạn cấp 22 nha. Cấp 22 này thì có con lửa không à. Cái mập theo hồ mà anh hiếp. Chiêu nước đây. 21.000 đam các bạn. Vậy thì con này 26.000 máu. Là máu nó hơi cao đó các bạn. Và đam nó tầm được 21.000 thôi. Đánh thường thì 11.000, 12.000. Đó là mới cấp 27 à. Nếu mình nâng được nó. Rồi bây giờ vào arena nha. Arena. Cầm con cá mập. Arena có lẽ là nó sẽ đi quậy được rồi các bạn. Chiến. Con Legend này thì tiêu diệt luôn. Đấy. Con bô này rỉa nóng, rỉa máu nó tí. Chịu yếu nhất đây, Nucleus 22.000 đam. Này, Crit 21.000 nè. Ồ, bây giờ Crit 24.000 luôn các bạn. Con này Crit không sợ không đủ được à. Bao nhiêu nhỉ? 46.000 máu đâu. Wow, 35.000 được cộng thêm 60% đam. Một trận. Đội hình này mạnh quá rồi. Đội hình yếu thôi. Đấy, được này. Cái mập cái chỗ dụng võ rồi đây. Cái đất dụng võ rồi đây. Mạnh thế người anh em. Sợ tiêu luôn quá. Hên quá, vẫn còn sống. Thịt nó đi cá mập ơi. 22.000 đam. Thịt luôn. 36.000. À, kiểu này không dễ thịt rồi. Ồ, không được ít check tool đâu. Con này mình cực thích luôn các bạn. Nó được ít check tool đấy. Nếu mà dùng chiêu hệ nước á. Rồi, đội hình này cấp hơi to mà quýnh luôn. Để thử con nước đó, được ít check tool không. Đấy, ây da, không được ít check tool. Con này nó có hệ Legend các bạn, hai con đều có hệ Legend luôn. Sợ nó ra nó sẽ thịt con cá mập của mình quá. Chà. Nó thịt chém xong con cá mập luôn các bạn ơi. Này, ít chắc tôn này. Đó. Cá mập thịt. Đồ bạn chỉ biết lặng im mà đứng nhìn thôi. Ở đây có một con cá mập nữa này. Cá mập người ta level 40 A cộng luôn. Thôi nét. Đây, đội hình yếu đây. 17.000. Rồi, cái sát thương cộng 60%. 18.000. Vừa sức. Anh xong phim rồi. Anh xong phim rồi. Lửa sờ nước này, nước này. Thấu sống đâu, đừng có chết. Hay lắm. Vẫn còn 211 máu các bạn. Một trận đánh kinh hồn vừa diễn ra với tốc độ cực nhanh. Máy này rồi, tốc độ luôn. Cái mập auto đi, muốn xuống. Này. Quá dễ dàng mà, trận hình này là quá dễ dàng rồi.
Click nó nào. 24.000. Rồi, trận hình này thì sẽ rất là dễ luôn. 22.000. Trẻ trâu quá, đặt tên trẻ trâu quá. Thôi xong, cái mập để ra đi. À, con lé level 15 mà. Đây chắc là con Origin 5 sao quá vậy. Con O gì? Đọc sao ta, để mình nhớ tên nó. Đúng rồi, đây là con bánh gạo Origini Dragon 5 sao này, bị fix thành con lé này. Này thì sử dụng bánh gạo này. Rồi, trận bắn đến đây là kết thúc rồi. Để coi thử tập sau mình sẽ review con gì nha. Bây giờ mình up, tập sau mình review con đó cho các bạn xem. Rồi ra gần cho ta. Cái trứng này là trứng ảo nha các bạn. Cái con sờ trong này là trứng ảo chắc luôn. Rồi vậy thì mình sẽ up con sọt gun nha. Sọt gun nha. Up con đã ra. Cái tập sau mình review cho các bạn xem. Con này hầu cái hầu mà lúc mà mình mới chơi game á, mình cực thích con này các bạn. Con này cứ cầm dao, cầm dao rút ra chém chiếu cái. Với cái con cầm cái con giống Tôn Ngộ Không, cầm cái cây gậy giống ông Tôn Ngộ Không, cầm cái cây gậy quơ 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 đập cái bụp. Hai con này. Đấy, tập sau mình sẽ review con gì đây? Shogun Dragon cho các bạn xem. Tạm biệt các bạn.